Nobody teach you. You have to already know. If you don't know, you're the only one in the world. Do you know that? Ba một mình ba trên thế giới rồi ba không biết thôi hả? Ngoài ra ai cũng ngoài ra ai cũng biết hết hả? Yeah. Hay quá. Mommy know about her a little bit. Some people just Thôi nói tiếng Việt đi nghe, nói tiếng Việt đi nghe. Đây, mẹ biết. Nhưng sao mẹ mà xíu sao mẹ giỏi có vậy mà sao mẹ biết được? Không à, mẹ chỉ biết chưa chút xíu, mẹ tự biết. Mẹ tự biết hả? Mẹ tự dạy, dạy mới biết. Chắc mẹ tự đọc sách và hỏi Google đúng không? Con nghĩ vậy. Nếu như mà mẹ còn phải làm cái chuyện đó, chắc là mẹ là only one. Một mình mẹ biết thôi hả? Một mình mẹ phải dùng Google to know. Everybody else already know that too. They don't need Google. Mấy người khác không cần Google hả? They don't need Google. They don't need Google. They already know. You don't know. You don't need Google to know. If people are honest. Ba không biết. Ba cần phải Google. Ba cần phải Google và mới biết được. Ba là người đầu tiên trên thế giới mà con biết á. Con biết về thiên nhiên, nhà cửa. Everybody know about this stuff. Thiên nhiên rồi nhà cửa nữa hả? Yeah. Tại sao con biết được mấy cái chuyện này hay quá vậy? Con là một thiên tài, Bella biết không? Rồi Daddy. Bella là thiên tài, bé nhỏ. Daddy, those thiên tài nói chuyện. Người cha mà nghe cái đó người cha cười, biết thì sao không? Tại sao? Ai cũng như vậy mà. Ai cũng biết cái về thiên nhiên, nhà cửa. Con là một cô bé nhỏ xíu mà con giỏi về mấy cái thiên nhiên rồi. Daddy. Ai còn nhỏ cũng biết mấy cái chuyện này mà. Hay vậy đó hả? Bà ơi. Không phải là hay mà. Tự nhiên hả? Ai cũng biết. Cái này là tự nhiên là ai cũng biết hết. Ba biết. Nếu vậy hình như ba hơi kém thông minh chút xíu nhỉ? Chỉ có mấy người khùng mới không biết thôi à. Mà ba đâu có khùng đâu. Ba rất là bình thường, ba đâu có khùng đâu. Vậy ba like bikini, nobody like bikini. Mấy đàn ông khác không có mê bikini đâu. Bella là có sống chung với mấy người đàn ông khác mà sao Bella biết? Con phải giải thích ba bao nhiêu lần đây? 1000 lần. Ai con chó? Ba ơi. Con đã giải thích trước đây, con đã giải thích ba 1000 lần, 930.006 triệu rồi. Vậy mà ba đâu nhớ đâu. Ba ơi. Sao ba không nhớ vậy? Tại trí nhớ của ba nó nhảy từ bên đầu óc này nó bắn qua đầu óc kia, thế là nó biến mất liền, nó không có chịu ở một chỗ đâu, nó nhảy lung tung be như là con sóc nó nhảy vậy á. Chỉ nó nhảy lung ba ơi. Nó chỉ nhảy lung chưa ba ơi, nó chỉ nhảy lung từ bên chạy, nó nhảy lung từ bên chạy ba không đúng ba ơi. Ba có thể tập trung chờ một thứ. Cứ bao giờ trời lỏng mình ra như gió không? Trời lỏng ra là gió hả? Chưa bao giờ nghe đó nghe. Chưa bao giờ nghe. Ba có biết là ba có thể sẽ biến thành như gió không? Ba có một hình dáng có thể ba có thể biến thành được. Nếu như mà ba bây giờ lỏng ra như gió. Gió có cuộc sống thấy một như là một con lá sẽ bay đi bao cơ gì ba nghĩ như là một ba chỉ là một chiếc lá sắp bị chạm. Ba có bao giờ những suy nghĩ bị không kháng đó không? Không. Nếu mà có chắc ba có sức mạnh luôn á. Chắc rồi. You know what? If you do this, you should try because every time you try. Well, I try it a lot and I get some magic.
Mình lỗng lại với thiên nhiên, chào bạn với thiên nhiên.